Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trận chung kết giữa Lục Bạch Thần Kiếm Triệu Hem Hâm và chú ngựa ơ của giải Dương Khuếch. Sau khi hòa nhau dán cờ tiêu chuẩn và dán cờ nhanh, hai kỳ thủ bước vào dán cờ chớp với lợi thế đi tiên thuộc về chú ngựa ơ Dương Khuếch. Trong dán đấu này, Lục Bạch Thần Kiếm Triệu Hâm chỉ cần hòa là có thể vô địch. Mời các bạn xem dán cờ tấn công rất hay của chú ngựa ơ Dương Khuếch.
chốt 4-5, nước cờ chính thức lên ngôi vô địch của chú ngựa ô Dương Khoát đã làm chấn động kỳ đàn Trung Quốc và cả thế giới. Như vậy, Trung Quốc đã có kỳ dương mới là một kỳ dương nghiệp dư đứng ngoài top 100. Qua giải đấu này, các bạn cũng thấy kỳ đàn Trung Quốc quả là một quả hậu tàng long khi một kỳ thủ đứng ngoài top 100 mà đã lên ngôi vô địch. Một kỳ thủ nghiệp dư mà khi đối đầu với các kỳ dương Trung Quốc không hề e sợ và có những nước cờ đi rất sắc bén và chính xác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.